chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 Xin quan thái ừ. Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lê Sài Gòn TV. Xin chào chú thái. Xin chào quý khán giả và cô Ngọc Lan, như vậy là đường dài trước mắt chúng tôi còn 3 ngày phải không? Sao hôm nay đến từng ngày từng ngày là ngày thứ ba. Dạ. Từ thứ năm. Thứ sáu. Thứ sáu. Dạ. Um, sẽ còn xuất hiện ở trong chương trình uh, Cà phê sáng và um, như Ngọc Lan đã nói là um, Đinh Quang Thái sẽ có một cái chương trình à, và tham gia vào trong chương trình à, tin tức thời sự buổi chiều, bắt đầu từ 5 giờ đến 6 giờ thì trong đó có một cái phần tin tức của Đinh Quang Thái. Xin mời quý vị à, theo dõi bắt đầu từ ngày hôm qua ngày 1 tây tháng 8. À, trở lại với những cái tin tức liên quan đến đời sống hàng ngày thì ngày hôm qua à, thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng gọi là khẩn cấp. À, liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở tiểu bang California à, Thì ngày hôm qua đó ông đã nói rằng là à, tuyên bố cái tình trạng này để mà mọi người cảnh báo về cái sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ à, Cho đến ngày 28 tây tháng 7 đó thì thống kê của tiểu bang cho biết là có gần khoảng 7.800 người đã được chẩn đoán là mắc bệnh đậu mùa khỉ. Mà trong số này đó thì họ nói là phần lớn những người này là tự nhận mình là nam giới có quan hệ tình dục đồng tính. Um, cho đến thời điểm này thì văn phòng của thống đốc tiểu bang cho biết là California đã có 25.000 mũi vaccine đậu mùa khỉ đã được đã được chích rồi. À, rồi bây giờ sắp tới đây người ta đang chuẩn bị à, tìm thêm, à, mua thêm, tích trữ thêm một số những cái liều vaccine nữa để à, dự phòng trong à, thời gian tới. Họ nói là mỗi tuần, á, hiện bây giờ mỗi tuần thì đều có khoảng 1.000. À, 1.000 những cái kiểm tra hàng tuần để cho dành cho những người mà có cái nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ cho nên với cái tình trạng này thì quý vị phải thật là cẩn thận người ta nói là bệnh đậu mùa khỉ thì nó nó lây lan qua cái sự mà tiếp xúc về da hay là khi mà mình nằm ở trên những cái uh, uh, giường cái nệm hay ngồi trên những cái ghế hoặc là những cái người mà có, đã có những cái người mà ngồi bị bệnh trước rồi đó thì cái chuyện mà nó sẽ có lây nhiễm như vậy và cái um, trong thời gian qua thì người ta thấy rằng những người mà người nam giới có cái quan hệ tình dục đồng tính á thì cái chuyện lây lan nó nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là cái bệnh này chỉ dừng lại ở những người đồng tính nam mà nó còn có nhiều người bình thường vẫn bị bệnh. Cho nên à, mình phải cẩn thận ở trong cái chuyện mà bệnh đậu mùa khỉ này. Xin mời bác thấy. Thưa quý khán giả trong ngày hôm nay và ngày mai à, tin thời sự mà chúng ta sẽ phải chờ đón một cái à, gọi là nóng này là bởi vì tại sao không à, giữa Trung Quốc và Mỹ liệu Căng thẳng tới mức độ nào có thể đụng chạm với nhau vì chuyến đi của bà Chủ tịch uh, Hạ viện uh, Liên bang Nancy Pelosi hay không? Sáng hôm nay thì tin hầu hết các báo bên Á Châu từ South China Morning Post cho tới The Street Times và tin của Âu Châu cũng đều nói rằng bà Nancy Pelosi sau khi thăm Malaysia, bà đã lên chuyến bay quân sự của Hoa Kỳ và dự trù là sẽ đến Đài Loan vào lúc 22 giờ đêm hôm nay. Ngay tại thủ đô Đài Bắc, người ta đã thấy có những cái tấm bảng để welcome bà Nancy Pelosi. Về phía bên Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng một vài nhà làm chính trị của nước Mỹ hiện nay đang đùa với lửa vì vấn đề Đài Loan. Và Trung Quốc nhất định sẽ không chịu chuyện này. Thưa quý vì đây không phải là lần đầu tiên mà một vị chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan sau khi nước Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan năm 1979 chúng ta nhớ lại cái giai đoạn lịch sử đó 72 Nixon đi Bắc Kinh uống rượu với lại là Mao Trạch Đông 79 thì cắt quan hệ với Đài Loan để nhận Trung Quốc vào làm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có năm quốc gia Mỹ cắt đứt luôn không có tòa đại sứ với Đài Loan nữa nhưng có thái quan ác tức là cái đạo luật bảo vệ Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn nói đi nói lại là Hoa Kỳ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, tức là chỉ có một nước Trung Quốc thôi. Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan vẫn được xem như là hiểu hiểu là không có một quốc gia Đài Loan, không có một quốc gia Hồng Kông vân vân. Nhưng Hoa Kỳ lại nói thoảng thêm một câu, tất cả mọi cái biện pháp nhằm thay đổi cái hiện trạng bây giờ đó, Hoa Kỳ đều không chấp nhận được thì thưa quý vị đây là những cái mức độ căng thẳng sáng nay thì một số chuyến bay quân sự của Trung Quốc đã bay sát vào trong cái khu vực không phận của Đài Loan máy bay của bà Pelosi đến thì thưa quý vị hôm qua bộ quân bộ tham mưu quân đội Mỹ cho biết là sẽ điều động một số các đơn vị để bảo vệ an ninh cho bà Nancy Pelosi thôi năm 1997 tức là cách đây 25 năm thì ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là ông Neil Gingrich có tới Đài Loan. Nhưng mà tình hình nó bớt căng thẳng như bây giờ. Bởi vì ông khéo lắm. Mà trước khi ông tới Đài Loan thì ông đi qua Bắc Kinh. Và ông gặp lãnh đạo Trung Quốc hồi bây giờ sẽ ông báo trước khi biết là ông sẽ đi Đài Loan. Thì hai bên đi tới một cái thỏa thuận như thế này. Thay vì ông đi trực tiếp bay từ Bắc Kinh đi tới Đài Bắc của Đài Loan đó, Ông bay qua Tokyo, Nhật Bản. À, vài tiếng đồng hồ gặp gỡ các viên chức Nhật Bản xong từ Nhật Bản ông mới bay vào trong Đài Loan thì ít nhất nó cũng tạo cái sự căng thẳng nó bớt đi như trong tình hình này vì lý do đơn giản thôi đây là cái suy đoán của những cái nhà nghiên cứu về cái tình hình chính trị của Trung Quốc họ bảo có thể cũng chẳng đi tới đánh nhau gì đâu nhưng vì Tập cận bình sắp sửa có đại hội đảng cộng sản và Tập cận bình có tham vọng sẽ trở thành hoàng đế muôn đời cho nên muốn nhân cơ hội này đó tạo một cái sự căng thẳng ngoại giao nhưng mà nhằm mục đích để chấn an một số những chống đối hiện nay trong nội bộ của cộng sản Trung Quốc thành thử ra bây giờ là, là giờ buổi chiều à, tại à, khu vực Á Châu và chúng ta chờ thì xem nếu đêm hôm nay mà phi cơ của bà à, Nancy Pelosi đáp xuống phi trường đài Bắc tin của bên Đài Loan cũng như là tin của Hoa Kỳ đều nói rằng chắc là, chắn là bà sẽ có mặt đấy. Mình cũng biết vẫn chưa có một cái xác nhận nào chính thức của bộ ngoại giao Mỹ cả nhưng mà những viên chức Mỹ thì nói như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua ông John Kirby là một trong những tiếng nói uh, của tòa bạch cốc đó nói rất rõ là chính phủ Mỹ đã không chấp nhận để cho Bắc Kinh muốn gọi là ngăn cản ai thì ngăn cản điều đó có nghĩa là chuyến đi của bà Nancy Pelosi có được cái sự ủng hộ uh, của phía bên hành Pháp. Mặc dù ông Joe Biden có nói rằng các tướng lãnh có đưa ra ý kiến là bà Nancy đi Đài Loan trong giai đoạn này thì cũng chưa phải là thuận tiện lắm. Thưa quý vị, chương trình sáng ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ biết what's going on, điều gì xảy ra tại bán đảo eo uh, biển Đài Loan trong mối quan hệ tam giác Trung Quốc. Đài Loan và Hoa Kỳ. À, quay trở lại với uh, từ Đài Loan bên uh, vùng Châu Á thì mình quay lại ngay vùng Lido Sài Gòn, gần Lido Sài Gòn thì những người mà khi mà quý vị dẫn những uh, em nhỏ đi vào trong các cái nơi công cộng mà có cái thang cuốn á thì nhớ cẩn thận một chút bởi vì hôm chủ nhật vừa rồi thì một em chỉ biết là một em gái ở tuổi teenager đã khi mà đi lên cái cầu bộ thang cuốn ở trong chỗ cái cái mall man place ở Santa đó làm sao không biết mà cái tay em bị cuốn vô trong cái 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 thành cầu thang đó à, cho nên là phải gọi phải gọi nhân viên trong cái đội mà cấp cứu đến để gỡ những cái thanh đó tìm cách gỡ những cái thanh đó để mà kéo cái tay của em này ra thì người ta cũng phải mất một thời gian khá là lâu mới có thể tháo ra làm sao để mà người ta nói là để cho cái tay em nó đỡ bị tổn thương nhất cũng như là đỡ hư hại những cái tài sản của cái 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 mò này À, chưa biết rằng là lý do tại sao mà tay của cái cô bé này bị cuốn vào trong cái cái thanh ray ở trên cái cầu thang cuốn à, rồi khi mà người ta lúc mà khoảng chiều tối của ngày à, chủ nhật đó à, đến lúc mà người ta phỏng vấn một người ở trong cái nhóm à, cấp cứu này thì hỏi là cái cái tình trạng của cô bé đó như thế nào thì tất cả đều không không có tiết lộ là tình trạng hiện giờ của cô bé đó ra làm sao chỉ biết rằng là sau khi mà gỡ được cái tay của cô ra khỏi cái thang cuốn đó thì đưa vào bệnh viện luôn nhưng mà một trong những cái người ở trong cái nhóm cấp cứu đó họ nói là họ cũng không biết à, tại sao có thể là xảy ra cái chuyện mà tay của cái cô bé đó bị bị cuốn vào trong cái bị vướng vào trong cái cái thành thang máy như thế này, cho nên là um, khi mà dẫn con em nhỏ đi vào những cái nơi này á, thật ra cái cầu thang cuốn này thì nó quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái bất trắc nó xảy ra, ví dụ như uh, có những người người ta không có đi được, người ta không có có biết cách làm sao để người ta bước lên cái bậc này, uh, rồi, rồi cái chân bị hụt á, giống như cái cái bậc thang khi mà nó mà nó cuốn như vậy thì cái chân họ hụt đối với những người mà yếu cái balance họ không có thì họ cũng dễ bị nhào ngã hay là những em nhỏ như đã nói rồi nó có thể bị trượt hoặc là cái tay nó bị cuốn cho nên là quý vị nên thận trọng khi dẫn con mình vào những cái chỗ này à, xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Đi, Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 -509 -4480 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 Quý quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, tức là bắt đầu từ ngày hôm qua thì những người thuê nhà ở uh, tiểu bang California phải đối diện phải chấp nhận cái chuyện rằng là sẽ thấy cái tiền thuê nhà đó có thể tăng lên đến 10%. Đó là mức tăng cao nhất từ xưa đến giờ mà uh, tiểu bang đã chấp thuận cho phép là cái mức tăng của năm nay nó lên tối đa luôn là 10% cho nên nếu như mà trong thời gian tới đây mà ai đang thuê nhà mà thấy những cái chủ nhà hay là những cái người manager cho những cái khu chung cư apartment mà báo với quý vị rằng là tiền theo nhà tăng lên 10% đó thì đừng đừng ngạc nhiên bởi vì cái đó là cái mức uh, cho phép. Uh, dĩ nhiên cũng có những cái ngoại lệ. Ví dụ như rằng họ nói rằng uh, cái quy định này là 10% là mức tăng tối đa uh, cho đối với lại những cái khu cool, uh, apartment mà được xây trước năm 2007. Uh, rồi ngoài ra thì cũng có thể có một vài nơi nó có những cái quy định khác hơn nhưng mà cái đó thì mình phải hỏi nhưng mà tinh thần chuẩn bị rằng là 10% đó là điều chắc chắn uh, dĩ nhiên cũng có một số những thành phố ở tiểu bang California thì họ vẫn có cái quyền riêng của họ ví dụ như là họ sẽ um, trong cái cuộc họp của thành phố để họ lấy ý kiến làm sao để duy trì cái mức tăng tiền nhà đó nó không quá 3%, ví dụ như là ở uh, Pomona thì uh, trong thời gian tới đây họ sẽ quyết định rằng họ bỏ phiếu để hạn chế cái mức uh, tăng cái tiền thuê nhà không được quá 3%. Uh, ngoài ra thì những thành phố khác thì nó chưa có những cái thông tin để xem cái mức như thế nào nhưng mà uh, ví dụ như là San Diego là cho phép tăng đến 10%. Cho định... nên điều đó lại một lần nữa sẽ sẽ gây thêm cái cái khó khăn cho mọi người trong thời gian tới đây khi mà đối diện với tình trạng là uh, lạm phát cái gì cũng tăng hết chỉ có tiền lương thì người ta nói là nó không tăng nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều tăng hết mà trong đó tiền nhà mà tăng 10% á là một cái con số đáng kể ví dụ như tiền nhà đang cái ở khu vực mà Lido Sài Gòn này thì Ngọc Lan nói nghe nói những cái tiền nhà họ tăng một cách uh, rất là khủng khiếp. Ví dụ như trước đây họ có thể thuê một nguyên một căn nhà mà ba phòng ngủ, hai phòng tắm với giá khoảng 3.000 thì bây giờ cái mức giá nó nó không còn nữa, nó có thể nó tăng lên 4.000 hoặc là có thậm chí có người nói rằng là có những cái khu nhà, có những ngôi nhà bây giờ tiền nhà lên đến cả 5 000 thì không biết cái tiền lương làm sao để trả nổi những cái như vậy. Hay là bây giờ thỉnh thoảng mình cứ nghe những cái nơi người ta hỏi là ờ bây giờ gia đình chúng tôi có hai vợ chồng một đứa con nhỏ mà cái thu nhập chỉ cho phép rằng là thuê một cái phòng ở gần cái khu Lido Sài Gòn này mà với giá khoảng 1 hai có thể cho nấu ăn một chút thì khi đưa lên như vậy thấy nhiều người nói là trong cái bối cảnh này khó mà tìm được cái giá là 1 hai à, mà có nấu ăn rồi có lối đi riêng vân vân thì mình mới thấy cái cái tình trạng này thấy rất là thê thảm với nhiều người Thưa quý vị hôm nay là ngày thứ ba là ngày đầu tiên uh, có 6 tiểu bang sẽ bắt đầu uh, cuộc uh bầu cử uh, gọi là giữa uh, nhiệm kỳ chúng ta biết là cứ hai năm thì nước Mỹ có một cuộc bầu cử diễn ra giữa, giữa nhiệm kỳ năm nay tất cả 365 chiếc ghế của hạ viện liên bang bầu lại à, uh, vào khoảng 36 hay là 35 uh, ghế của thượng viện liên bang bầu lại và một số các thống đốc tiểu bang nữa thì sáng ngày hôm nay đã uh, phóng viên của chính trị của đài National Public Radio có nói rằng uh, hôm nay thì cử tri sẽ theo dõi rất sát sao À, những cái cuộc bầu cử sau đây tại Michigan bầu cử thống đốc, tại Missouri bầu cử uh, mỹ sĩ, à, tại Kansas thì quan trọng cái chỗ là lần đầu tiên cử tri sẽ đi bỏ phiếu và trong cái lá phiếu nó có ghi một cái một cái khoản là ủng hộ hay là chống lại cái Roe v. Wade này. tức là cái việc mà cho phép phụ nữ được phá thai tại nước Mỹ à, tại uh, Washington State thì sẽ bầu lại hai vị dân biểu và riêng tại um, Arizona quan trọng lắm bởi vì cuộc đối đầu giữa ông cựu tổng thống Donald Trump và ông cựu phó tổng thống Mike Pence à, tại um, Arizona thì um, thưa quý khán giả ông uh, Donald Trump đó thì ủng hộ và đi vận động cho bà Kelly Lake bà này là một người từng làm đài truyền hình cho Fox tại Fox News địa phương nhưng mà tại sao ông Trump ủng hộ bà Kelly bởi vì bà này lúc nào bà cũng nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận. Ông Trump là người thắng chứ không phải là ông Biden. Và bà ta nghe là đi tất cả các nơi bà ta lập đi lập lại một cái luận điệu mà bây giờ ai cũng biết rằng cái điều đó sai. Bởi vì uh, tất cả cử tri đoàn và lưỡng viên quốc hội đã xác nhận ông Joe Biden là người thắng cử. Nhưng mà bà Kelly vẫn nói với cử tri ủng hộ bà. không? No của bầu cử 2020 là bị đánh cắp. Còn ứng cử viên mà được ông phó cử phó tổng thống Mike Pence được ủng hộ đó là bà Karen Taylor Robson. bà là một luật sư cũng sẽ ra tranh chức thống đốc tại Arizona. Thì bà nói rằng thôi, đảng cộng hòa bây giờ phải dẹp cái quá khứ mà mà mà, mà chia rẽ đó đi, nên hướng tới phía trước tôi đã đi đúng cái đường của ông 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 Mike Pence. À, cách đây chừng độ chưa tới một tháng thì cả ông Trump đến ông Mike Pence đều xuất hiện tại Arizona. Một người là ông Trump ủng hộ bà Kerry Leck, ông Mike Pence ủng hộ bà Karen Taylor Robson. Thì thưa quý vị, uh, nếu mà cái cuộc bầu cử ngày hôm nay đó mà bà Kerry Leck thắng đó thì điều đó nó thấy rằng quyền lực của ông Trump vẫn còn mạnh lắm trong Đảng dân chủ. Và ảnh hưởng của ông đối với cử tri xin lỗi quý vị, Đảng Cộng hòa chứ. Uh, và ảnh hưởng của ông Donald Trump đối với các cử tri Cộng hòa còn mạnh. Trong trường hợp ông thua trong ngày hôm nay, hiểu thân nghĩa là con gà nòi của ông đó, là bà Karelek thua đó. Thì điều đó cho thấy rằng đảng Cộng Hòa sẽ phải sắp xếp lại cái chiến lược của nội bộ đảng trong cái cuộc tranh cử tầm 8 tháng 11 sắp tới đây. À, tại các tiểu bang khác cũng có những cuộc tranh giành như vậy. Tại vì sao? Bởi vì thưa quý vị, tại uh, Washington chẳng hạn, thì hai vị dân biểu mà đã tranh cử trở lại đó đều là hai người, đã từng bỏ phiếu chống ông Trump. Thành thử ra nếu trong ngày hôm nay mà họ thất bại đó, thì điều đó chứng tỏ là kẻ nào chống chống ông Trump như ông Trump nói là, là chết. Riêng <laughs> à, uh, tại Kansas nếu mà câu trả lời của cử tri là ủng hộ uh, phán quyết Roe v. Wade, thì nó làm cái chỉ dấu cho thấy là tiểu bang đầu tiên chống lại cái quyết định của tối cao pháp viện bởi vì cái phán quyết đó cho phép các tiểu bang được tự quyền quyết định là có cho người phụ nữ phát thai hay không. Thì bây giờ Kansas đã đề vào trong lá phiếu để cử tri sẽ quyết định, chúng ta chờ. Coi lẽ đêm hôm nay vào khoảng được 9 giờ giờ California đó, nếu mà chịu khó thức vào giờ đó chúng ta có thể biết kết quả. Chưa chung cuộc đâu, nhưng mà ai là những ứng viên trong 6 tiểu bang đó thắng thì biết rằng ảnh hưởng của ông Trump còn hay không đối với Đảng Cộng Hòa. Ờ, nói về cái bầu cử mà bác Thái đang nói đó, thì có một cái điều là Ngọc Lan cũng đang... Ví dụ như mỗi năm bây giờ đợi thời điểm này khi mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là người ta đã bắt, bắt đầu thấy để ý có những gương mặt nào nổi trội lên những người nào sẽ ra à, tranh cử tổng thống vào nhiệm kỳ tới vào năm 2024 nhưng mà cho đến thời điểm này á, những gương mặt sáng giá để có thể ra vào năm vào vào nhiệm kỳ 2024 á, thì ngoài cái chuyện mà à, giữa Tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden thì thấy là phần nhiều là sẽ sẽ không ra tranh cử nữa và thì bởi vì cái mức mà người ta ủng hộ của ông nó thấp đi. Rồi về phía bên Cộng Hòa thì ông cựu Tổng thống Donald Trump cũng không thấy là có nhiều cái triển vọng là ông sẽ à, tái à, ứng cử. Như vậy thì những gương mặt nào là nổi trội hiện bây giờ? Thực sự ra bây giờ nếu mà chúng ta nói ở phía bên Cộng Hòa thôi chứ yeah. còn Dân Chủ thì chưa, yeah. chúng ta không biết được. À, một cái vấn tắt từ dân chủ người ta bảo là bà Kam Kamala Harris đã có thể thôi nhé, có ừ. thể thôi sẽ là một người ra tranh cử. trong trường hợp ông Joe Biden loan báo là ông không ra tranh cử, ông uh, thống đốc California Gavin Newsom cũng là một gương mặt đó nhưng mà chưa nổi trội. phía ừ. bên cộng hòa thì khác ạ, ít nhất cộng hòa bây giờ có ba nhân vật sau đây ngoài Donald Trump thôi được người ta nhắc tới nhiều nhất. Ừ. người đứng thứ nhì đó là ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida bằng chứng là cả cái hệ thống mà từ xưa tới giờ ủng hộ ông Trump là Fox này, uh, New York Post này và tờ Wall Street Journal. 113 ngày vừa qua nó loan rất ít tin về ông Trump ừ. và thậm chí họ còn mời ông Ron DeSantis lên phỏng vấn liên tục. Đây là một khuôn mặt rất sáng giá của Đảng Cộng hòa. Ừ. Người thứ hai đó là ông Mike Pence. Ừ. À, chúng ta sau cái phần kế tiếp thì mình sẽ bừng trình bày một tí xíu về ông Mike Pence người thứ ba là ông pompeo là cựu ngoại trưởng của hoa ừ. kỳ đó là chưa kể cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc là bà nikki haley à, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút uh, thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của lý đô sài gòn tv ờ, trước phần quảng cáo thì bác đinh quang thái đang nói về những nhân vật mà có thể đang nổi bật ở trong đảng cộng hòa cho cái cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2024 về phía dân chủ thì thật sự đến giờ này vẫn vẫn chưa biết là cái gương mặt nào là nổi trội à, nhưng mà riêng về bốn người mà hồi nãy bác Thái nhắc tới thì trong bốn người này hay nói là thống đốc tiểu bang Florida là có vẻ là được người ta ưu ái nhiều nhất cho tới bây giờ đó thì theo cái thăm dò và um, dân chúng ngay tại Florida đã họ xem ông Ron DeSantis là một ngôi sao đăng lên bởi vì sao đây là một cái thí dụ nhỏ thôi là cái lúc mà trong cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump năm 2020 đó, đó thì có một cái đoàn tàu chạy trên con sông ở trên Florida để chữ Trump Make American Great Again chạy hàng trăm chiếc lần vừa rồi cái tàu mà để cái chữ Ron DeSantis cũng cả hàng trăm chiếc chạy trên con sông đó và tôi nói chuyện với một số người Cộng hòa tại Florida họ bảo rằng bây giờ rất nhiều nơi dân Cộng Hòa nó đổ về Florida sống bởi nhà nó rẻ nhưng mà nhằm mục đích là thêm phiếu cho ông này. Oh. À, bằng chứng là ba cái cơ quan truyền thông mà từ xưa giờ ủng hộ ông Trump bây giờ đâm ra là dành thì giờ nhiều cho Ron DeSantis. Đây là một sao đang lên. Mặc dù về phương diện thăm dò dư luận, ông Trump được một khoảng 43 cho tới 46 cử tri Cộng Hòa ủng hộ. Ông Ron DeSantis được 23 cho tới 27. Nhưng mà còn 2 năm, tức là còn rất sớm để ngôi sao này có thể vọt lên. Nhưng mà cái nhân vật thứ hai đó được xem như là đã xa gần chưa nói chính thức nhưng mà cách xuất hiện cho thấy rằng sẵn sàng rồi là ông Mike Pence. Bởi vì hôm vừa rồi, rồi ông Mike Pence xuất hiện đúng ngay tại Washington DC cùng ngày với ông Donald Trump và trong lúc ông Trump bất chấp lời khuyên của những người trong đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục bảo rằng cuộc bầu cử năm 2020 là biển địa đánh cắp á, thì ông Pence cũng nói như thế này ông bảo giữa tôi với tổng thống có một cái điểm không đồng ý với nhau Và tôi tôi nghĩ rằng chúng ta nên hướng về phía trước đừng nhìn về phía sau nữa cái điều đó cho thấy rằng ông mà là ông đi vận động cho những cử viên cộng hòa chống ông trump my pence lên nhá nhưng mà thưa cô ngọc lan ông pence ra ông sẽ bị một cái vấn đề này đối với những người tuyệt đối ủng hộ ông trump đó thì xem my pence là người phản bội còn những người mà chống ông trump đó thì xem my pence là cái người Vậy là một cái bóng của Donald Trump trong suốt 4 năm đã không đủ cái can đảm để nói lên những cái sự thật mà ông Trump sai trái. Thì ông Mike Pence sẽ bị cái kẹt đó của cả phía Cộng Hòa và những người chống hoặc là bệnh ông Trump. Cái nhân vật thứ ba đó là ông Ngoại trưởng cơ ngoại trưởng Pompeo, không? thì chưa uh, biết ông Pompeo liệu có trồi lên để có thể qua mặt được ông Pence hoặc là qua mặt ông Ron DeSantis hay không. Nhưng mà đó là một nhân vật được xem như là trong đảng Cộng Hòa đã tỏ ý xa gần có thể ra tranh cử. Cái người thứ tư là bà Nikki Haley. Từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Thì bà được bỏ khoảng độ 7% cử tri thôi. Nhưng mà cũng đã được báo chí đề cập tới còn bây giờ cái câu hỏi trở lại là tại sao dân chủ chưa có khung ngôn nào sáng giá nổi bật bởi vì còn quá sớm chúng ta nhìn lại cái giai đoạn của hai người dân chủ mà gọi là chìm lìm chưa được ai biết tới cả đột nhiên vọt lên như là một ngôi sao băng trên trời đó, là Bill Clinton và Barack Obama ừ. Bill Clinton ông là thống đốc của bang Arkansas nếu mà mình so sánh ra đó là một đằng là thủ đô như là Washington DC những tiểu bang lớn như California, như là Texas, như là Florida. Arkansas nó nhỏ lắm luôn Nó là một cái thứ tiểu bang xin lỗi, nhà quê của nước Mỹ. Nhưng mà Bill Clinton đột nhiên vọt lên là một ngôi sao sáng. Nhưng mà Barack Obama mới là vấn đề. Bởi vì trước cái đại hội của Đảng Dân Chủ đó, để mà đề cập rằng ai là người có thể ra tranh cử đó, nobody biết Barack Obama. Ngoại trừ, ông là một uh, sinh viên tốt nghiệp Harvard, và là người chủ biên tờ báo luật tại Đại học Harvard. Nhưng mà cái bài diễn văn của Barack Obama trong cái đại hội của Đảng Dân Chủ cái lúc mà ông ra tranh cử năm 2006 đó ngay lập tức ngày hôm sau báo chí đều nói rằng he is the one ông này là ngôi sao sẽ lớn lớn nghĩa là nổi bật của đảng dân chủ bởi vì ông ra được những cái vision của nước mỹ thì thưa quý khán giả và cô Ngọc Lan bây giờ còn quá sớm. Còn riêng trường hợp ông Donald Trump. Cho tới ngày hôm nay tất cả những đảng viên của Đảng Cộng Hòa mà có trách nhiệm từ Mitch McConnell cho tới ông uh, Ted Cruz vân vân họ đều nói rằng thưa với ngài tổng thống cựu tổng thống ngài đừng tuyên bố trước ngày 8 tháng, tháng 11 nếu mà ngài muốn đã tranh cử bởi vì ngài ra, ra tuyên bố một cái đó thì phía thế của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử 8 tháng 11 này có thể yếu đi bởi vì người ta đang đánh ngài về cái vụ mùng 6 tới tháng riêng. Không mà không phải đánh nữa. Mà người ta đang lột trần tất cả những cái chuyện mà ngài đã làm trong cái ngày bạo loạn về quốc hội Mỹ. Đó là phía Cộng Hòa muốn ông Trump như vậy. Mà bây giờ ông Trump lại tuyên bố trước ngày mùng 8 tháng riêng thì quá sớm. Luật của chính trị tuần trước, tuần sau, tháng trước, tháng sau người ta có thể quên mình. Thì nghe chúng ta chưa biết được. Nhưng cá nhân tôi thì tôi đoán thôi. Trump sẽ không ra. Bởi vì ông Trump trả dại thì rước thêm một cái thất mại Vì lý do là tất cả những cuộc thăm dò gần đây, phía bên Cộng Hòa, họ nói, thôi, chúng tôi đã bỏ phiếu cho ông hai nhiệm kỳ rồi. That's enough. Một nhiệm kỳ ông thắng, một nhiệm kỳ ông thua, và ông không nên ra nữa. Đó là chưa kể cái bộ tư pháp đang siết cái vòng vây để có thể truy tố ông Trump. Mà cái bà thẩm phán Willie tại uh, uh, Fulton uh, County ở bên uh, Georgia đó, mà nói thẳng, Bà bảo là không chừa một người nào hết, không người nào được đứng trên pháp luật. Có nghĩa là họ sẽ có thể mời ông Trump ra điều trần và ông uh, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland hôm vừa rồi ông trả lời phỏng vấn của đài NBC, ông bảo rằng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là giữ kỳ cương cho hiến pháp nước Mỹ và không ai được quyền gọi là above the law cả điều đó là một cái, cái cảnh cáo nặng nề lắm. Thưa quý vị, có lẽ những người mà thích đi du lịch, thích khám phá, thích chụp hình sẽ không bao giờ nghĩ rằng cái việc mà mình đứng gần một trong những gọi là những cái kỳ quan hay là những cái cảnh đẹp hay là những cái vật gì đó mà mình đứng mình chụp hình ở gần đó, mà hoặc là mình đứng gần thôi là mình có thể bị phạt tù. Ừ. Là... người ta vừa mới đưa ra một cái một cái điều đó là nếu như mà họ bắt gặp ai mà đứng gần cái cây đây cái cây này được gọi là cây Hyperion Hyperion đây là cái cây được vào kỷ lục Guinness là cây cao nhất trên thế giới hiện bây giờ và nó đang còn sống cái cây này nó đang còn sống nó ở trong khu rừng quốc gia Redwood của California cây này nó cao hơn nó cao gần 116 m. Mét. 116, 116 m mét. Mét, nó cao gần 116 m. Đó nó là cái cây được là xem cái cây là cao nhất thế giới mà nó đang còn sống. Nếu mà ai mà bị bắt gặp là đứng gần cái cây này thì người đó có thể phải đối diện với chuyện mà bị 6 tháng tù giam cùng với lại 5.000 đô la tiền phạt. Họ có nói lý do tại sao? Lý do là bởi vì á họ nói rằng họ muốn bảo vệ cái cây này mà những cái con đường họ không có muốn du khách từ lúc mà có một cái người uh, giống như một người mà chuyên um, nghiên cứu về uh, sinh vật học á người ta khám phá ra cái cây này cái vị trí của nó họ đưa lên trên các mạng uh, xã hội vân vân thì nhiều người người ta bất chấp cái con đường để dẫn đến cái cây này họ muốn đi đến đây để họ chiêm ngưỡng nó. Nhưng mà mặc dù nó là cái con đường mòn mà dẫn đến cái cây này đó, nó khó khăn lắm. Nó rất là khó đi. Nhưng mà từ năm 2006 đến bây giờ khi mà người ta cứ đi đến như vậy thì làm cho cái con đường nó nó bị hư, nó bị sói mòn. Mà khi mà cái con đường như vậy mà nó bị hư như vậy đó thì nó sẽ dẫn đến cái cây này nó không có được bảo vệ một cách an toàn cái cây này họ gọi là cái cây gỗ đỏ đó nó là cái cây mà nó cao uh, 380 10 feet tức là khoảng 116 mét uh, cái tên của nó là bắt nguồn từ một trong cái thần thoại của Hy Lạp uh, họ nói rằng cái cây này nó nằm nó đã nằm ở ngoài cái cái uh, giống như ngoài cái đường mòn như vậy rồi nhưng mà từ năm 2006 khi mà một uh, uh, một cái cặp vợ chồng của một người mà chuyên nghiên cứu về uh, uh, tự nhiên, về sinh vật rồi đó. Họ khám phá ra cái vị trí của cây này, họ đăng lên. Thì người ta cứ uh, kéo nhau đến cái chỗ, cái khu vực này. Mà khi đến đây như vậy thì nó làm cho cái chuyện mà xung quanh đó nó bị tàn phá. Họ nói rằng là um, họ đã không muốn người ta đến đây cho nên xung quanh đây những cái điều kiện mà về uh, ví dụ như về sống Internet, rồi về cái điều kiện ví dụ như nhà vệ sinh gì đều không có hết nhưng mà người ta cứ tới cho nên họ nói thứ nhất nội cái chất thải của mọi người đi đến đây rồi những cái mà giấy vệ sinh đồ mà vứt ra là đã cũng đã là làm cho nó cái cảnh quan ở đây nó bị ô nhiễm rồi rồi chưa kể họ cảnh báo rằng là nơi đây không có cái sóng điện thoại mà quý vị mà đến đây á, lỡ mà quý vị có gặp chuyện gì không ai vô đây để mà giải cứu thì người ta đưa ra rất là nhiều để cho làm chung bước những người mà đến đây để tìm hiểu để nhìn ngắm cái cây này nhưng mà bây giờ họ nói ra luôn là nếu như mà bắt gặp ai đứng ở gần cây này hoặc là có một cái tấm hình nào chụp gần cây này mà đưa lên tức là người đã đến đây bị phạt 6 tháng tù giam cùng với 5.000 đô la Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị Vâng tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV à, Bác Thái có ăn mặc đa nào? Lâu lâu, à, của anh, anh McDonald yeah. Ờ, bây giờ một phần McDonald Ngọc Lan nghĩ nó sẽ không không quá 10 đồng đúng không? Rồi dữ vậy? Dạ yeah, thì đó nghĩa là nó sẽ không quá không quá 10 <laughs> đồng một cái cái hamburger một ly nước nhưng mà nó là ở cái cái phần McDonald mà mắc nhất thế giới hiện bây giờ đó trong hình quý vị nhìn thấy đó nó gọi là mập muffin thật ra nó chỉ có vài đồng thôi nhưng mà cái phần này nó trị giá tới uh, trên 1.850 đô la 1.850 đô la Mỹ tức là đó khoảng uh, hơn 2.600 đô la úc lý do tại sao là bởi vì một người du khách mà bây giờ người ta không có nêu tên đi từ Bali của Indonesia bay sang úc thì khi mà đến phi trường ở úc đó họ bị kiểm tra hành lý và ừ. họ phát hiện trong hành lý của cái người khách này có cái phần phần ăn mà quý vị đang nhìn thấy đó họ gọi là mập mơ với một cái bánh croissant mà ở trong đó có kẹp dăm uh, bông xúc xích ừ. lý do tại sao mà cái phần ăn uh, của McDonald's này nó đắt đến như vậy nó bị phạt là bởi vì người ta nói rằng ở cái vùng mà uh, Indonesia nó đang có cái dịch bệnh lở mờm lông móng ừ. cho nên á mà thì, trong thì, thì khi dạ yeah. yeah, uh, ở úc á thì họ nói rằng là họ muốn bảo vệ cái nền nông nghiệp của họ, nông nghiệp thủy sản của họ. Họ nói nếu như mà cái bệnh mà lỡ mồm lông móng này mà tấn công vào Úc, thì cái tổn thất mà đem đến, đó, nó bùng phát lên, đó, thì cái tổn thất nó đem đến cho nước Úc là nó đơn đến cả 80 tỷ đô la. Chính vì như vậy cho nên họ phạt rất là nặng những cái người nào mà mang cái thực phẩm mà có chứa gọi là thịt, hay là cá từ ở bên indo vào nước úc thì không biết vì sao cái vị khách này người ta không có nêu tên cũng như là người ta không có nêu rõ đó là cái giới tính là cái gì nhưng mà họ nói rằng là cái phần thức ăn này ở trong cái, cái ba lô của cái người đó được cái con chó con chó này chuyên môn chỉ đi ví dụ như có những con chó nó đánh hơi để phát hiện ma túy thôi thì con chó này nó đánh hơi để nó phát hiện những cái gọi là an toàn về sinh học thì con chó nó phát hiện ra thì cái người này bị phạt cái mức phạt như vậy thì cái người mà ở ngay cái chỗ mà gọi là nhân viên à, hải quan ở ngay ngay chỗ Úc đó nói rằng là ông cũng cảm thấy rất là xót xa cho cái vị cái người khách du lịch đến mà bị đóng thuế như vậy bởi vì cái tiền cái tiền mà phạt đó đó nó gấp đôi cái vé máy bay để bay từ Bali ở bên Indo sang úc nhưng mà bắt buộc phải làm bởi vì họ không có muốn cái điều này nó ảnh hưởng đến cái nền nông nghiệp của úc à, nói cái bệnh mà lỡ mồm lông móng á tức là ở miệng rồi ở chân của những cái con vật nó bị phồng rộp lên rồi nó sẽ dẫn đến cái chuyện nó biến ăn rồi nó dẫn đến cái chuyện là nó bị nó không có đi được thì từ từ nó tổn thất rồi nó chết cái bệnh này nó không có ảnh hưởng gì đến người nó không có gây nguy hại về cho người hết nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái nền nông nghiệp đó là lý do vì sao mà người ta bị phạt cho nên quý vị nhớ cẩn thận uh, những cái chuyện mà khi mà một cái quốc gia nào mà họ đã có những cái quy định như vậy á thì mình nên uh, dè dặt trong cái chuyện đó ví dụ như bây giờ từ việt nam vào mỹ người ta cấm mang những cái thực phẩm mà có chứa chất thịt uh, ví dụ như hay là yến người ta cũng cấm nhưng mà yến nhiều người cưng. Yến cấm. À, Dạ họ nói là yến là cấm thì cũng cũng sợ cái bệnh từ hồi là cái bệnh à, dịch cúm da cầm họ vẫn còn sợ đến bây giờ nhưng mà nhiều người thì người ta sẽ tìm cách để người ta ngồi y trang đó để cho người ta đừng có phát giác ra nhưng mà khi mà họ tìm ra được thì cái giá mình phải trả nó nó nhiều lắm à, đi phi trường quốc tế chúng ta sẽ để ý có một cái line họ để rằng đây là cái giới hạn chót để quý vị được tolerate tức là được khoan hồng đó nếu mà ai có Trái cây ai có thịt thì nên vứt một cái giỏ bên tay trái Nếu vì lý do nào đó mà không có vứt đi thì có thể bị phạt nặng Nhưng Ngọc Lan nói thì thưa quý vị đây là một kinh nghiệm về phương diện immigration thôi, Tức là về uh, quy chế của những người sống ở nước Mỹ Chúng tôi có một lần mà đi, uh, từ lái từ California xuyên các tiểu bang đi về tới Missouri Thì lúc mà đi qua cái biên giới New Mexico đó, thì tình cờ thôi Anh bạn của chúng tôi ấy ngồi chung xe đó anh thấy cảnh đẹp quá, anh bảo tôi dừng lại và anh ta leo lên trên cái mui xe, rất là cái 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 nắp xe mà, mà để anh ta chụp hình. Mà vì chạy hai ngày bụi đầy trên xe hết, thì cái cái dấu chân của anh ta đó là bị in đậm ở trên cái 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 nóc xe đó. Bởi vì anh ta đứng anh ta chụp hình mà. Tới lúc tới biên giới New Mexico thì bị chặn lại, bởi vì họ sợ là mình mang cây cái, cái, cái kéo gì thôi. Thì cái người immigration officer họ ngạc nhiên là bảo tại sao cho cái, cái cái nóc xe của tôi đó Cái mùi xe đó nó lại có những cái vết chân như vậy Họ ngờ rằng cái xe của tôi đứng đó để có thể chở Để cho một người nào đó mà illegal uh, immigrant dùng uh -huh. cái, cái cái xe đó để nhảy qua hàng rào chẳng hạn uh -huh. Thì họ giữ lại thì trên xe có ba người họ hỏi một câu thế này nè Any of you non-American uh, citizen Có người nào trên xe quý vị không phải là công dân Mỹ không thì chúng tôi bảo tôi là công dân Mỹ, à, anh bạn này là công dân Mỹ, còn cái anh bên tay mặt này, đó, anh là người mà à, vào, vào Mỹ bằng thẻ xanh. Thì cái ông à, sĩ quan immigra, à, của Immigration, ông bảo cái ông có thẻ xanh, cho tôi coi thẻ xanh coi. Thì ông bạn tôi cũng bảo rằng, à, tôi nghĩ là đi trong nội bộ nước Mỹ, tôi không có mang thẻ xanh theo. Anh ta bị đưa vào trong đột cảnh sát ngay. Tại vì luật của nước Mỹ đó nếu mà là một người đi vào Mỹ mới đi bằng thẻ xanh đó, lúc nào cũng phải mang thẻ xanh theo. Thì 10 phút sau khi ông sĩ quan ông ra, ông bảo tôi biết cái anh chàng này mang thẻ xanh anh ta làm báo có giấy tờ đầy đủ hết. Nhưng mà tôi nói trước cho quý vị biết à, phải hiểu cái luật như thế này. Tôi được quyền giữ anh đó lại. Nhưng mà tôi không được quyền giữ hai ông bởi vì hai ông là công dân Mỹ. Luật của immigration đó, nếu không có một bằng chứng tội phạm nào thì không có một người nào bị giữ lại quá 15 phút cả. Thì tôi có hỏi họ đùa một câu là How do you know that I'm American citizen? Làm sao ông có thể biết là tôi là công dân Mỹ? Tôi chỉ nói thôi. Ông bảo ông là công dân Mỹ hay là không công dân Mỹ mà ông khai láo đó. Có chuyện gì thì ông ra tòa ông phải chịu trách nhiệm. Không phải là việc của chúng tôi. Bây giờ một phút thôi liên quan đến cái chữ mông Kibox. Box. Bản tin lúc đầu cô Ngọc Lan nói là California tuy tuyên bố tình trạng khẩn cấp để thêm Illinois nữa nhưng mà bây giờ nó đang có một cái chuyện thế này người ta bảo là nên bỏ cái chữ monkey box đi vì hai lý do lý do thứ nhất là từ xưa tới giờ nó có một cái lịch sử lâu dài của nước Mỹ ấy. cứ nói tới cộng đồng người Mỹ da đen đó, người ta liên tưởng còn những con khỉ ừ. cho nên họ bảo sử dụng cái chữ monkey box là mang cái tính cách gọi là racist tức là uh, kỳ thị kỳ thị chủng tộc cái điều thứ hai nữa là monkeypox tạo cho người ta một cái cảm tưởng sai lầm là đây là một cái dịch bệnh phát sinh chỉ vì con khỉ thôi nhưng mà thực sự nó có thể phát sinh từ con chuột nó có thể phát sinh từ cái việc chạm vào tay người này người kia vân vân cho nên họ đang tranh luận thử xem có nên đổi cái chữ monkeypox trong những ngày sắp tới hay không thưa cô Ngọc Lan uh, thưa quý vị hồi kỳ trước cách đây mấy tuần Ngọc Lan có đưa tin là những ai mà muốn đi Las Vegas đi ăn buffet ở những cái nhà hàng nổi tiếng và lại được trả tiền nữa ừ. thì người ta đang tuyển những người đó để mà trả tiền cái số tiền được của ăn nó, mà được... được ăn mà được trả tiền nữa, chỉ cần vô điền cái cái website đó điền cái form ghi ra lý do tại sao là tôi chọn quý vị. Nhưng mà họ cứ coi cái thuốc uh, tiểu đường bởi vì ăn nhiều quá nó bị tiểu đường. <laughs> à, thì ngày hôm nay lại thêm một uh, cái website này là hotels.com. Họ đang tìm những người họ gọi là du lịch chuyên nghiệp để đi đến những cái ở những cái resort ở ngay những cái bãi biển nổi tiếng của họ. Mà đi như vậy đó thì những nơi mà họ muốn đến ở là ở San Diego nè, với lại ở Miami, Florida. Cái tiền mà nói là vừa đi chơi mà được vừa trả tiền đó sẽ là 10.000 đô la để trang trải cho chi phí đi lại và 5.000 đô la tiền để mà có thể ăn những cái thức ăn ở trên những cái chỗ này ừ, lạ hả? quý vị nếu như quý vị nghĩ rằng quý vị nên là người được chọn cái công ty này nên chọn quý vị thì quý vị cứ việc đơn giản lắm vào trong cái website này hạn chót là ngày thứ sáu này vào trong cái website uh, của hotel.com quý vị sẽ tìm thấy để mà mình điền vào trong đây Tại sao mà người ta nên chọn quý vị làm cái người ở những cái khách sạn ở ngay gần những cái bờ biển này và được trả lương thì ở trong này có thông tin về Dĩ nhiên là người đó phải trên 21 tuổi à, để tiếp tục với cái phần sau á, thứ nhất là yêu cầu quý vị phải cho người ta thấy được để vô đây là những cái bức hình quý vị đã chụp để cho người ta thấy được cái khả năng chụp hình oh, 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 hiểu cái cái chụp hình của quý vị là như thế nào rồi xong rồi những cái bãi biển mà quý vị đã ở mà quý vị chọn đó là bãi điểm, bãi biển mà quý vị thấy hoàn hảo nhất và cho người ta biết lý do khi trả lời cái đó rồi bắt đầu tiếp theo mới bắt đầu trả lời bảy cái câu hỏi để cho người ta quyết định có chọn quý vị hay là không thì người nào là coi cho mình rằng là người xanh về đi du lịch nhất là du lịch ở vùng biển quý vị có thể tham gia vào đây hotels.com Cảm ơn uh, bác Thái đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chào tạm biệt quý khán giả và cô Ngọc Lạn Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty For 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet Viên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 7148941177. thảo Uyên. Và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới phát hình live truyền thống của Đài truyền hình Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com à, và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và Youtube. Ngày hôm nay là ngày thứ ba ngày 2 tây tháng 8 năm 2022. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là gửi lời chào đến Thảo Yên. Xin chào Lê Thái và xin kính chào tất cả quý vị khán giả. À, Thảo Yên khỏe không? khỏe ha từ hôm qua nay mới gặp được khỏe ha à, kính thưa quý vị à, trong ngày hôm qua thì bữa là bữa đầu tiên lê thái làm mà chương trình cà phê sáng cùng với lại thảo yên thành ra là cũng có nhận được rất là nhiều ý kiến của quý vị khán giả ở trên hệ thống youtube của đài à, nhưng mà có lời chê chê cũng có có lời khen cũng có và một số quý vị cũng nói là à, nhớ anh hoàng trọng thủy quá anh hoàng trọng thủy đi về cây sành vui vẻ nha thì hy vọng rằng thì anh thủy cũng sẽ nghe được những cái lời này là à, được khán giả yêu thương cũng là một cái niềm động viên khích lệ cho những người xuống viên à, chúng tôi và cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ lê thái cũng như là thảo yên trong những cái chương trình thời sự uh, thế giới trong tuần ngày hôm nay uh, và kính thưa quý vị cũng như thường lệ thì uh, trong chương trình thời sự thế giới thì lê thái cũng sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin là những điểm chính trong ngày hôm nay uh, về giá cổ phiếu thị trường tài chính của thế giới cũng như hoa kỳ cũng như là tôi sẽ điểm qua một vài cái thông tin về um, việc mà nam phi bắt 84 nghi can cũng như là chuyến thăm của bà Nancy Pelosi à, và sau đây thì trước khi mà vào những cái bản tin chi tiết thì xin mời Thấu Yên à, cập nhật một số thông tin về thời tiết. Vâng thưa quý vị và à, hôm nay đó thì như chúng ta thấy là nhiệt độ rất là nóng kể từ ngày hôm qua rồi và à, cái cái đợt nắng nóng này vẫn sẽ kéo dài hết tuần luôn và đặc biệt đó là quý vị thấy nhìn chung là nguyên cái tuần này nhiệt độ khoảng từ 85 cho đến 89 độ rất là nóng bức thì à uh khi mà nhiệt độ mà tăng cao như vậy đó mùa hè thì đương nhiên là sẽ có cái chuyện mà mũi xuất hiện rất là nhiều thì các giới chức họ cũng khuyến cáo là uh, người lớn tuổi và đặc biệt là trẻ nhỏ trong những ngày này nếu quý vị cho các em ra ngoài sân vườn đó thì nhớ sức những cái loại tinh dầu hay là những cái loại mà gọi là bug spray đó là bởi vì uh, đã có nhiều trường hợp uh, uh, báo cáo về cho sở y tế của địa phương là có uh, hiện tượng mũi cắn và đã có uh, một cái vụ do mũi Uh, um, uh, con mũi uh tên gì chắc <laughs> mũi mà mang virus à, Zika thôi quý vị đã bị phát hiện ở tại quận Los Angeles rồi thì đương nhiên cái mũi thông thường thì nó không có nguy hiểm nhưng mà mũi mà mang cái virus uh, Zika đó thì nó có thể gây ra những cái bệnh uh, truyền nhiễm thì uh, cơ quan CDC họ cũng nói là mỗi uh, một năm cứ khoảng 50 trường hợp bị mũi cắn thì sẽ có một trường hợp là bị nhiễm cái cái loại virus Zika đó nếu như mà không đưa vào bệnh viện kịp thời đó nó sẽ gây ra những cái biến chứng rất là nghiêm nguyên trọng, nguyên trọng. Dạ vâng à, và kính thưa quý vị, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi ngoại trưởng Mỹ à, trong những ngày vừa qua khi mà đến thăm các nước châu Á thì cũng đã một phần nào làm ảnh hưởng cái giá mà cổ phiếu cũng như là thị trường tài chính của à, Trung Quốc nói chung cũng như là châu Á nói riêng. Kính à, thưa quý vị, giá của cổ phiếu Trung Quốc đại lục dẫn đầu cái thiệt hại ở châu Á và đã giảm hơn 2%, thị trường châu Á cũng như là giảm trong đêm ngày hôm qua cũng như vào sáng ngày hôm nay. À về cái vấn đề mà căng thẳng địa chính trị gia tăng sau chuyến thăm của bà ngoại trưởng Mỹ là của bà chủ tịch Hạ viện, thưa quý vị xin lỗi quý vị, là bà Nancy Pelosi tại Đài Loan. Và chỉ số mà sang Hai Composite mất đến 2.22% và Shenzhen thì giảm 2.19%, trong khi đó thì chỉ số mà Hang Seng ở Hồng Kông thì giảm đến 2.25% trong tối ngày hôm qua và những cái đối thủ nặng ký giống như làm những con hãng như Alibaba thưa quý vị và Mentuan thì lần lượt là giảm là 2.23% trong tối ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay tiếp tục giảm nữa thưa quý vị. À, chỉ số Hang Seng Tech thì giảm đến 3.05%. Ờ à, các các báo cáo mà à, các cơ quan truyền thông người ta trích dẫn các nguồn tin giấu tên à, cho biết rằng là bà Pelosi sẽ tiếp tục chuyến đi thăm à, của bà đến Đài Loan, một hòn đảo dân chủ tự trị mà Trung Quốc coi là một cái um, tỉnh của đất nước này, thưa quý vị. Và về chuyến đi của bà Pelosi thì Bắc Kinh à, đã cảnh báo rằng là quân đội của họ sẽ không bao giờ ngồi yên và sẽ giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và phát ngôn viên bộ ngoại giao à, là ông Chao Li san cho biết tại một cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua và chuyến thăm của bà Pelosi sẽ làm gia tăng đáng kể những cái căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong những uh, trong quá khứ và những ngày gần đây thưa quý vị nhưng không có khả năng là tạo ra một cái phản ứng nào mà Trung Quốc có nguy cơ là xảy ra xung đột. À, đây là chỉ là những cái lời hù dọa của Bắc Kinh thôi mà chúng ta đã biết là từ xưa đến nay à, sau những cái chuyến thăm của những cái người làm trong ở chính quyền của Hoa Kỳ chúng ta khi mà đến thăm những cái đất nước mà là ở những đất nước mà Trung Quốc không thích đó, thì có thể là lúc đó thì chính quyền của Bắc Kinh thường hay đưa ra những cái lời đe dọa và à, các nhà phân tích của Eurasia Group viết trong một ký à, lưu ý vào ngày thứ hai rằng là cổ phiếu của những cái công ty à, sản xuất chất bán dẫn thưa quý vị à, của Đài Loan đã giảm hơn là 2.78%, à, đồng Yên Nhật thì được giao dịch ở mức là 132.74 à, mỗi đô la của Nhật thưa quý vị, tiếp tục xu hướng tăng giá từ tuần trước. Và ở những nơi khác như là châu Á thì chỉ số mà Nikkei, uh, uh, Nikkei trên mà màn ảnh quý vị thấy đó, thì đã giảm tới là uh, 1.42%. Tối hôm qua thì mất đến là 1.47% thưa quý vị. Uh, và tại Hàn Quốc thì cái Cosby giảm đến 0.73% và Kosdaq đã giảm đến 0.82%. Uh, trong khi đó thì cái uh, chỉ số mà S&P ASS 200 của Úc đã phục hồi từ các khoảng lỗ trước đó và cao hơn một tuần uh, và cũng giảm theo cái xu hướng chung của châu Á. Uh, trong khi đó thì chỉ số rộng nhất của FSCI về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giảm tới 1.54%. Uh, trong đêm ngày hôm nay qua cũng như là đêm ngày hôm nay thì tỷ số mà Dow Jones đó, thì đã giảm đến 200.82 tương đương bây giờ là con số là 32.597.58 thưa quý vị Nasdaq tăng lên là 6.81% uh, S&P 500 thì đã giảm đến 7.12% và thưa quý vị uh, tin cập nhật mới nhất cho biết là chuyến bay uh, chở bà pelosi sẽ chính thức đáp xuống đài bắc trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thì uh, như chúng tôi đã thư tin cái chuyến công du này của bà đó là chỉ chính thức uh, trong trên giấy tờ và tuyên bố ra ngoài là bà chỉ thăm bốn quốc gia nhưng mà đài loan đã bà không có hề thông báo nhưng mà đã đáp, uh, sẽ đáp xuống trong vòng một giờ nữa thì sau khi đáp xuống đài loan đó uh, phía uh, nguồn tin tiết lộ cho reuters cho biết là bà sẽ có một cái cuộc gặp mặt với lại bà tổng thống à, Thái Anh Văn của Đài Loan và sau đó bà cũng đã mời một nhóm những cái nhà vận động về nhân quyền à, những người mà sống lưu vong ở Đài Loan chuyên về những cái vấn đề dân quyền ở Trung Quốc đó bà cũng sẽ gặp mặt và sau khi kết thúc à, những cái cuộc gặp gỡ ở Đài Loan thì bà sẽ tiếp tục công du đến Nam Hàn và Nhật Bản. Thì à, như quý vị thấy là từ kể từ trước ngày hôm nay đó à, trưa hôm qua hôm thứ hai ở tại phía châu á là đã có một vài chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay quần ở trên không phận rất là sát với không phận của Đài Loan cũng như là những cái tàu chiến của Bắc Kinh gửi đến đã áp sát vào cái đường có thể nói là biên giới nhưng mà không có công nhận ở vùng biển của uh, chia ra giữa Đài Loan và cái, bùng, cái cái vùng biển South China Sea. Thì trước đến giờ đó tất cả các quốc gia những cái vùng biển mà có tranh chấp như vậy thường đó không có gửi tàu chiến hay là uh, chiến đấu cơ mà áp sát như vậy. Nếu mà áp sát như vậy là một cái hành vi cực kỳ khiêu khích thì vào ngày hôm qua đó phía Bắc Kinh đã liên tục làm như vậy thì đương nhiên phía Hoa Kỳ cũng Hoa và Đài Loan cũng không có để yên. Đài Loan cũng đã điều chiến đấu cơ của mình và cũng bay rất là gần với các chiến đấu cơ của phía Trung Quốc. Còn trong khi đó thì có bốn chiếc tàu chiến của phía Hoa Kỳ mà trong đó có một cái um, um, chiếc hàng không mẫu hạm thưa quý vị uss ronald reagan mà cái chiếc ronald reagan này đó là đi theo cùng với một cái chiếc tàu tuần dương tên lửa và cái tàu khu trục uss higgins nữa uss higgins có đem theo missile nữa thưa quý vị đã đi về phía đông của vùng biển đài loan như là một cái hành động ngăn chặn không cho trung quốc quá kích động ở đây và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 1177 vâng thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình về cái tin cập nhật mới nhất đó là bà pelosi đã đáp chuyến bay đến đài bắc thưa quý vị thì cái vấn đề ở đây đó là bây giờ tất cả mọi ánh mắt cũng như là rất nhiều lãnh đạo trên thế giới và truyền thông quốc tế nữa họ đang đổ dồn xem xem là phía chính quyền của trung cộng sẽ có làm gì thêm không mặc dù ngày hôm qua đó sau khi mà cử một loạt những cái chiến đấu cơ rồi tàu chiến áp sát vào cái vùng biển của Đài Loan thì khi mà chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ tiến vào khu vực biển Đông của Đài Đài Loan đó thì những cái chiến uh, chiếc um, tàu chiến của uh, Trung Cộng đã quay trở về nhưng mà những chiếc chiến đấu cơ vẫn còn bay sà quần liên tục ở trên những cái vùng biển đó. Thì à, à, bây giờ đó phía à, các nhà các nhà phân tích họ ghi nhận là cái cái, cái đợt thăm viếng lần này của Pelosi đó nó không có đơn giản và có thể là nó sẽ gây thêm cái sự xa cách cũng như là gia tăng xung đột giữa cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Trung Cộng. Như quý vị thấy đó là từ trước đến giờ những cái thời mà chính quyền đảng dân chủ thì mỗi khi mà có những cái giới chức cao cấp hoặc là những đời tổng thống của Đài Loan mà sang thăm Hoa Kỳ thì Trung Cộng mới dám làm giữ còn dưới thời chính quyền của Cộng Hòa đó thì Trung Cộng thường cũng chỉ nhảy tưng tưng lên rồi la lối trên báo chí mà thôi chứ không có hành động cụ thể Tuy nhiên đó là thời của 10 năm trước có thể là khi đó Hoa Kỳ dưới dưới các thời tổng thống dân chủ đó thì họ không có nặng phía Trung Quốc lắm, nhưng mà bởi vì chúng ta đã bỏ mặt Trung Quốc quá lâu, Sau hơn 10 năm đó, bây giờ cái tình hình kinh tế và đặc biệt là cái quân sự của Trung Quốc nó đã khác nhiều rồi. Trung Quốc đã vươn lên và bây giờ đó chỉ có đứng sau Hoa Kỳ mà thôi. Và đương nhiên cái tham vọng của Trung Quốc là phải vượt qua Hoa Kỳ, dẫn đầu làm bá chủ thế giới. Cho nên chính vì vậy lần này đó các nhà quan sát họ nhận thấy ghi nhận có một cái đặc điểm khác của phía chính quyền Hoa Kỳ với những tuyên bố trong cái vụ bà Pelosi thăm Đài Loan. Đó là từ trước đến giờ đó mỗi khi mà nhắc về cái, cái những cái cuộc viếng thăm Đài Loan của các giới chức Hoa Kỳ thì phía Hoa Kỳ luôn kèm theo hai cái câu này. Thứ nhất, quan điểm của Hoa Kỳ không thay đổi về cái vấn đề một quốc gia hai chế độ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên Hoa Kỳ kêu gọi đài loan không có những cái hành vi hoặc những cái tuyên bố kích động thêm cái tình hình căng thẳng ở trong khu vực thế nhưng trong những cái tuyên bố mới gần đây nhất từ phía tòa bạch ốc và kể cả phía ông tổng thống joe biden nữa thì hoa kỳ đã không còn kèm theo cái câu kêu gọi đài loan là đừng gây ra cái mối bất ổn ở trong khu vực thì với những cái thay đổi nhỏ như vậy thì các giới quan sát họ nghĩ là Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đó đã, đã không thể nào mà bỏ mặt Trung Quốc được nữa và đặc biệt chúng ta cũng phải nhớ là cuối mùa thu năm nay Tập Cận Bình muốn có thêm một cái nhiệm kỳ 5 năm nữa và không ai chắc rằng sau 5 năm ông ta sẽ về hưu mà có thể ông ta muốn thêm năm bảy cái 5 năm nữa kéo dài cái chuyện mà độc trị của ông ta. Và với cái việc mà có cứ Tập Cận Bình cứ leo lên nắm quyền như thế thì nếu như mà lần này Hoa kỳ chúng ta chính phủ của đảng dân chủ ông biden mà nhu nhược không dám để bà pelosi đi qua đài loan giống như cái lời đe dọa của trung quốc thì chẳng khác nào để cho tập cận bình lên ngôi và ngầm công nhận là trung quốc đã qua mặt hoa kỳ hay sao cho nên lần này mặc dù là ông biden ngay trước cái chuyến đi của bà pelosi đó ông cũng nói là quân đội khuyên bà không nên đi thế nhưng ông lại để cho bà một uh, quan chức đứng hàng thứ ba ở trong chính quyền của hoa kỳ mà thôi đi thì bà pelosi với người đứng thứ ba như vậy thì phía trung quốc coi đây là chính quyền của hoa kỳ đã chính thức đưa ông không khác gì ông joe biden đi qua công du cả cho nên lần này trung quốc à, bây giờ cũng đang ở một cái thế rất là khó xử không lẽ không dám làm gì cả bởi vì bữa giờ la lối um sùm quá nhiều nhưng mà bây giờ với cái sự căng thẳng và có thể nói là vạch rõ ranh giới như vậy của chính quyền hoa kỳ lần này thì nếu như mà dám làm gì như vậy thì cũng coi như là sẽ kích động một cuộc chiến nhưng mà các giới quan sát họ à, có một cái điểm họ cũng khuyến cáo đó là bây giờ đó chính phủ hoa kỳ cũng đang ở một cái thế kẹt đó là chúng ta đang cung cấp tiền bạc ngân sách cũng như là khí tài cho cuộc chiến ở tại Ukraine và Nga cho nên chúng ta Hoa Kỳ có thể nào mà afford nổi một cái cuộc chiến nếu như thật sự xảy ra với phía Trung Quốc hay không và kính thưa quý vị trong ngày 28 tháng 7 vừa qua thì một cái vụ mà rất là nhiều người bịch lại khẩu bị bịt mặt bịt khẩu trang lại và tấn công vào một cái đoàn phim ở Nam Phi và hiếp dâm 8 nữ diễn viên ở trong cái đoàn phim này thưa quý vị. Và trong ngày hôm qua thì cảnh sát ở Nam Phi đã đột kích vào một cái khu mỏ và đấu súng bắt giữ được 84 người sau cái vụ mà cưỡng hiếp 8 diễn viên ở trong phim trường. Và các nghi phạm bị bắt sau khi mà cảnh sát đột kích vào cái khu mỏ ở Krugerdorf ở phía tây của Chahanebus ở thành một cái thành phố lớn nhất ở phía bên Nam Phi. Và hai nghi phạm đã bị bắn chết trong cái cuộc đấu súng với cảnh sát À, trong cái đợt đột kích ngày hôm qua và một nghi phạm khác thì bị thương thưa quý vị đang điều trị tại bệnh viện à, cái khu mỏ này á, gần cái phim trường nơi vụ tấn công nước làm gây rúng động đất nước Nam Phi à, diễn ra trong ngày 28 tháng 7 vừa qua và các cái tay súng này đó khi đó đã tấn công cái đoàn phim này à, cái đoàn phim này gồm 22 người gồm 12 nữ và 10 nam và những người này đang dỡ cái thiết bị và chuẩn bị trong cái phim trường để quay một cái video ca nhạc À, và tám nữ diễn viên trong cái đoàn này thưa quý vị đã bị từ um, à, rất là nhiều người thay phi nhau cực cưỡng hiếp và cái độ tuổi của những cái diễn viên này là từ 18 cho đến 35 tuổi và trong khi là những người đàn ông trong đoàn thì lại bị lột trần hết trần trụi trên người và bị cướp hết tài sản à, các nghi phạm bị cảnh sát bắt trong một cái cuộc đột kích à, tại khu mỏ vào ngày hôm qua à, và theo ông bộ trưởng cảnh sát ở Nam Phi là ông Becky Clee ông cho hay rằng là cái nhóm này thưa quý vị À, cái tay những cái tay súng này đều là công dân người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào Nam Phi và vụ án này là một cái nỗi ô nhục của quốc gia à, nơi ông đang làm cảnh sát trưởng thưa quý vị. Và ông Sele đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua à, khi các nghi phạm được đưa ra trước tòa trong cái phiên điều trần đầu tiên và một số nạn nhân trẻ tuổi giống như là những cái nữ diễn viên này thưa quý vị phải chịu những cái tổn thương à, rất là nặng nề sau khi mà bị hiếp dâm một số người là bị tổn thương cái phần à, bộ phận sinh dục rất là rất là nặng nề thưa quý vị và cảnh sát trưởng ở quốc gia nam phi này là Fanny masemola thì ông cho biết rằng là cáo buộc về những cái tội cưỡng hiếp sẽ được đưa ra sau khi mà giới chức tiến hành cuộc điều tra toàn diện về cái sự việc nói trên và nhiều người biểu tình đã tụ tập bên ngoài à, tòa án à, khi mà à, cái vụ án này đưa ra xét xử và cầm các biểu ngữ với cái nội dung là không bảo lãnh cho những kẻ hiếp dâm cũng như là tôi có phải là nạn nhân tiếp theo hay không và Tổng thống Nam Phi là ông Cyril Ramaphosa à, cũng trong ngày hôm qua thì ông cũng tuyên bố rằng là những cái hành động tàn bạo này là hành vi mà chống lại cái quyền được sống trong trong tự do và an toàn của phụ nữ và trẻ em gái đồng thời thì ông cũng khẳng định rằng là những cái kẻ hiếp dâm này không có chỗ trong cái xã hội của Nam Phi à, Thưa quý vị trung bình cứ khoảng là 12 phút thì cảnh sát ở Nam Phi lại nhận được một cái đơn trình báo về những cái hành vi cưỡng hiếp hoặc là hiếp dâm mà nó liên quan đến những cái người mà nhập cư bớt hợp pháp, à, nói, à, nói chung cũng như là một số người ở trong đất nước Nam Phi nói riêng. Thì cái nạn nhân có cả lẫn nam và nữ, thưa quý vị, không phải là chỉ nữ bị hiếp dâm không, mà có cả những cái đối tượng là nam cũng bị cái, những cái người này hiếp dâm. Và cái số liệu thống kê trong quý một năm nay cho thấy rằng là Nam Phi ghi nhận ít nhất là 6.083 vụ giết người và gần 11.000 vụ cưỡng hiếp trong chỉ vọng có một năm vừa qua thôi thưa quý vị và đây là một trong những cái tình trạng đáng báo động ở đất nước Nam Phi mà à, trong những trong những năm tháng vừa qua thì chúng tôi cũng hay cập nhật những cái thông tin về những cái nạn mà cưỡng hiếp ở uh, Nam Phi này và xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại uh, phần thời sự thế giới uh, sau một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 1177 cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình và thưa quý vị một trong những cái tin quan trọng chỉ sau cái tin mà bà Pelosi đến đài Loan đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 6 tiểu bang trong tuần này chính xác là ngày hôm nay và ngày 4 tây thì 6 tiểu bang này đó là arizona kansas michigan missouri tennessee và washington thế nhưng hai tiểu bang arizona với lại washington đó là được à, truyền thông họ chú ý nhiều nhất cũng như là các cử tri bởi vì nó ở hai cái thái cực đối lập nhau thưa quý vị à, chúng ta cũng thấy arizona là tiểu bang cộng hòa washington là tiểu bang dân chủ và ở đây đó các ứng viên lại à, đang giống như là có thể chiến thắng hay không lại liên quan rất là mật thiết đến cái chuyện đó là à, họ liên họ có mối liên hệ như thế nào với ông Trump và kể cả cái vụ tấn công vào điện Capitol Hill vào ngày 6 từ tháng giêng năm ngoái nữa thì đầu tiên ở tại Arizona đây là hai ứng viên đều muốn được đại diện cho đảng dân chủ à, ừ, xin lỗi quý vị là hai ứng viên đều muốn đại diện cho đảng cộng hòa để mà ra tranh cử cái chức thống đốc của Arizona Người tóc tém bên tay trái thưa quý vị là bà Carrie Lake Còn người à, bên phải đó à, là bà Karen Robson Bà Carrie Lake, người tóc tém được ông Trump endorse Còn bà Robson thì lại được ông cựu phó tổng thống Mike Pence endorse thưa quý vị Và hiện nay bà Lake đang là ứng cử viên dẫn đầu nhưng mà cũng là ứng cử viên gây nhiều tranh cãi nhất thì à, lý do vì sao thì thưa, thưa quý vị à, đầu tiên đó là bà được chính ông Trump uh, endorse kể từ hồi tháng 6 khi mà bà tuyên bố ra tranh cử bà từng là một cựu phóng viên truyền hình uh, trong hai năm lần thế nhưng khi mà tháng 6 ra đó bà nói rằng bà cảm thấy là uh, truyền hình truyền thông bây giờ đó đã không có còn uh, đi đúng hướng như ban đầu nữa truyền thông đã bị lũng đoạn quá nhiều và đặc biệt bà liên tục nhắc đến cái chuyện đó là cuộc bầu cử năm 2020 đó đã bị gian lận mà với một cái sự giúp sức không hề nhỏ từ phía truyền thông chính vì vậy bà lêch bà đưa, đứng ra bà nói rằng bà phải uh, đứng ra để mà tranh đấu cho tiểu bang Arizona và cái cái logo mà tranh cử cho cái chiến dịch cho cái campaign của bà. Bà nói rằng tiểu bang Arizona đang bị xâm lăng thì bà đánh mạnh vào hai cái vấn đề, xâm lăng là bởi vì sao? Thứ nhất cái vấn đề di dân bất hợp pháp thưa quý vị. Bà nói rằng bà vẫn sẽ nếu như bà đắc cử, bà sẽ tiếp tục hoàn thành cái bức tường đã được xây lên nhưng mà chưa có hoàn tất bởi ông trump và thứ hai nữa tiểu bang arizona đang bị xâm lăng là cái vấn đề như lúc đầu chúng tôi thưa là à, cái chuyện gian lận bầu cử do đảng dân chủ gây ra và bà nói rằng ngay thời điểm này khi mà cái cuộc bầu cử giữa kỳ đang sắp sửa đến đó bà vẫn nói là có một cái chuyện gian lận đang diễn ra rồi nhưng mà bà lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy là cái cuộc bầu cử giữa, giữa kỳ đang diễn ra à, và bà lick đó thì bà cũng đưa ra rất nhiều những cái quan điểm về những cái vấn đề quan trọng và đặc biệt là nó gây tranh cãi giữa cử tri cộng hòa và cử tri của dân chủ thứ nhất đó là bà nói là hệ thống giáo dục ở tại arizona đang dạy lịch sử cho trẻ nhỏ à, những cái vấn đề anti-american đặc biệt quý vị cũng nhớ rất nhiều tiểu bang florida arizona và texas bây giờ đó các nhà lập pháp đảng cộng hòa họ bài xích cái chuyện mà um, critical race theory thưa quý vị và đặc biệt đó là những cái vấn đề lịch sử từ trước đến giờ uh, chúng ta phải công nhận là phía um, sách giáo khoa lịch sử hoa kỳ đó họ nhắc rất là ít và không có đi trọng tâm và cũng có thể nói là nhắc không có chính xác về cái việc mà um, sở hữu nô lệ gốc phi châu uh, vào thời thế kỷ thứ 18 thứ 19. Cho nên bây giờ đó với cái thời đại mới thì có thể là phía Đảng dân chủ cũng như là phía bộ giáo dục họ muốn đưa ra những cái nhìn mà đúng đắn hơn. Thế nhưng nếu mà tập trung quá nhiều và đi quá sâu đó thì lại có một bộ phận cử tri gốc Mỹ trắng Đảng Cộng hòa họ lại nói rằng tại sao phải đào bới những cái chuyện đã xảy ra rồi, đã nằm ở trong quá khứ, bây giờ cứ nhắc trở lại như vậy thì nó sẽ chia rẽ uh, dân số của Hoa, dân chúng của Hoa Kỳ và đặc biệt việc là tiêm nhiễm vào đầu của trẻ nhỏ, cái tư tưởng, cái sự thù ghét. À, cho nên là bây giờ những nhà, những người ứng cử viên đảng cộng hòa như thế này họ bài xích và họ nói rằng chẳng hạn như bà lét đây bà nói rằng nếu như mà bà đắc cử thì bà sẽ sửa đổi lại tất cả curriculum ở tại các trường công ở Arizona à, cũng như là đương nhiên Arizona sẽ không có tránh khỏi cái cái vấn đề là nếu như bà bầu cử à, bà đắc cử sẽ cấm phá thai à, còn nói về ứng cử viên bà à, Karen Robson này đó là thì mặc dù là được ông cử Phó Tổng thống Mike Pence endorse Và cũng là người ở bên đảng Cộng Hòa Thế nhưng bà không đi về cái hướng Quá khích như bà lấy kia Và thế bà Có vẻ như là bà muốn uh, tạo dựng một cái hình ảnh là một người ứng viên cộng hòa trung dung hơn bà vẫn uh, ủng hộ cái việc đó là không cho di dân bất hợp pháp tràn vào đường biên giới vân vân thế nhưng bà không đi mạnh về cái vấn đề uh, sách giáo khoa rồi uh, critical race theory vân vân vậy mà bà uh, Carrie Lake này nè thưa quý vị cái bà mà quá khích đó, ứng viên quá khích của ông trump trong từ tháng 6 cho đến bây giờ cái chiến dịch tranh cử của bà chỉ mới có tiêu tốn 3 triệu Mỹ kim, còn bà Robson tiêu tốn gấp 5 lần hơn 16 triệu rồi mà bây giờ bà Black đang dẫn đầu và tất cả các cuộc thăm dò uh, gần đây nhất ở tại tiểu bang Arizona đó cho thấy đối với cử tri Cộng hòa đó, bà Black à dẫn rất là xa, 51% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà trong à, tuần này, còn đối với bà Robson chỉ có 33% cử tri cộng hòa sẽ bỏ phiếu. Còn với những cái à, cuộc thăm dò mà với cử tri mà độc lập đó thì cái à, khoảng cách giữa hai bà nó ít hơn, thế nhưng bà Lex vẫn dẫn đầu với 33%, bà Robson là 31%. Có thể cho thấy là với cái quan điểm mà À, quá khích gây tranh cãi như vậy nhưng tiểu bang arizona vẫn là tiểu bang thành trì của đảng cộng hòa cho nên cử tri cộng hòa họ vẫn đi theo những cái quan điểm đó thì mặc dù những cái tuyên bố của bà à, lê đó nó à, gây tranh cãi và hiện nay bà không hề có bất kỳ bằng chứng nào để mà cho thấy là cái cuộc bầu cử giữa, giữa kỳ đang à, có cái vấn đề gian lận như bà nói nhưng mà cử tri và đặc biệt bà nói rằng nếu như mà bà chiến thắng đó bà sẽ thay đổi hết tất cả những cái à, mấy hệ thống kiểm phiếu ở Arizona và sẽ hạn chế cái việc mà đi bầu cử qua mail. Quý vị cũng nhớ là rất nhiều tiểu bang Cộng Hòa bây giờ đó họ cứ nói rằng đảng Dân Chủ lợi dụng cái việc bầu cử qua mail để mà chiến thắng cái cuộc bầu cử năm 2020. Thì đó là những cái, cái key issues trong cái cuộc vận động tranh cử của bà ứng cử viên đảng Cộng Hòa này. Và có vẻ như là cử tri họ đang nghiêng về phía bà. À, bên cạnh đó thì à, ở cũng ở tại tiểu bang Arizona thì cái người à, đang ra tranh cử cho cái chức mà bộ trưởng Bộ ngoại giao đó thưa quý vị, ông Mark Fincham, ông này cũng là thuộc Đảng Cộng hòa. Thế nhưng ông lại là một thành viên của cái tổ chức à, quá khích à, Oath Keepers là những một trong những cái tổ chức mà cùng với 3% rồi à, À, là những cái nhóm mà đã thực hiện cái vụ tấn công vào điện Capitol Hill á. Mặc dù Mark Fincham không có tham gia, không có đi vào trong điện Capitol Hill để mà tấn công, nhưng ông này, ổng là thành viên của những cái tổ chức đó và đã có xuất hiện ở những cái cuộc biểu tình ở bên ngoài. À, nhưng mà bây giờ ông cũng ra ứng cử và À, nếu như mà thắng đó ông sẽ là à, bộ trưởng bộ ngoại giao và đặc biệt là có cái quyền hạn là có thể thay đổi cái cách mà cử tri đi bầu của ở tại tiểu bang Arizona cùng với cái bà Led này nếu như hai người này mà chiến thắng thì có thể thấy là cái việc mà đi bầu cử nếu cho cử tri dân chủ ở Arizona sẽ rất là khó khăn và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những cái ứng viên khác ở tiểu bang Washington, tiểu bang của đảng Dân Chủ bây giờ họ lại gặp khó khăn bởi vì liên quan đến cái việc mà bỏ phiếu muốn trút phế ông Trump thưa quý vị sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 894 1177. thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến um, cái tình hình ở tại tiểu bang Arizona uh, ngay trước thềm cái cuộc bầu cử ngay trong tuần này đó là hai ứng viên của đảng cộng hòa có những cái quan điểm quá khích và trong đó có một người ông Mark Fincham là đã từng tham gia vào những cái cuộc biểu tình ở trước điện Capitol Hill đó là thành viên của những cái tổ chức mà da uh, uh, trắng thượng đẳng Oath keepers vậy mà bây giờ vẫn đang dẫn đầu ở trong cái à, à, cuộc tranh cử à, đại muốn đại diện cho đảng cộng hòa ông đó thì à, tranh cử cho cái chiếc ghế à, bộ trưởng ngoại giao rồi à, bà Karen Lake thì dẫn đầu à, tất cả các ứng viên của đảng cộng hòa ra ứng cử cho chức thống đốc của tiểu bang Arizona còn riêng ở tại tiểu bang Washington đó thưa quý vị thì nó lại ở cái chiều ngược lại đó là có hai à, à, có có hai à, à, vị dân biểu thưa quý vị à, hai người này mặc dù là ứng viên của đảng cộng hòa nhưng mà đã từng nằm ở trong số 10 người à, mà bỏ phiếu à, thuộc đảng cộng hòa nhưng mà bỏ phiếu là muốn trút phế ông Trump về cái vấn đề liên quan và kích động cái cuộc tấn công điện Capitol Hill thì bây giờ những ứng viên đó ở tiểu bang Washington lại gặp rất nhiều khó khăn khi mà có vẻ như là cử tri đó không có thích họ à, đặc biệt à, bây giờ tính đến hiện nay bà Liz Cheney nữa thưa quý vị ở tại tiểu bang Wyoming bà cũng là nằm trong số 10 người đã bỏ phiếu À, trất phế ông trump thì bây giờ à, bà muốn tiếp tục à, giữ cái chức của mình nhưng mà có vẻ như là cái ứng viên của đảng đối thủ đó đang sắp sửa bỏ xa bà cho thấy là những cái người vị quan chức nào mặc dù đảng Cộng Hòa nhưng mà bỏ phiếu trút phế ông Trump thì bị cử tri của đảng Cộng Hòa xem là những kẻ phản bội thì bây giờ trong khi nếu như họ muốn tiếp tục giữ chức của mình thì gặp rất là nhiều khó khăn mà là những cái người này đó còn khó khăn hơn nữa đó là họ lại nằm ở cái tiểu bang của đảng Dân Chủ cho nên có thể thấy được bây giờ 10 người mà bỏ phiếu uh, muốn trút phế ông đó thì trong đó hết 4 người Uh, tuyên bố là họ sẽ không tiếp tục ra ứng cử nữa còn lại 6 người thì 6 người này đang gặp rất là nhiều khó khăn và bên cạnh đó thì uh, ở tại tiểu bang Wisconsin bà thống đốc uh, Christian Whitmer thưa quý vị uh, tiểu bang Wisconsin bà uh, cũng là um, là người của đảng dân chủ uh, thì có thể thấy là ở tại uh, um, ở đây đó thì uh, cử tri đảng dân chủ vẫn chiếm đa số và có vẻ như bà và các ứng viên của đảng dân chủ đang dẫn đầu trong hầu hết những cái ghế mà quan trọng từ thống đốc cho đến bộ trưởng tư pháp rồi bộ trưởng ngoại giao vân vân và đặc biệt ở tại tiểu bang kansas đó ngoài cái cuộc bầu cử giữa kỳ trong tuần này thì kansas còn có một cái cuộc bầu cử um, thêm nữa thưa quý vị, đó là đây là tiểu bang đầu tiên trong 50 tiểu bang sẽ uh, bỏ cho cử tri cái quyền là cấm phá thai muốn cấm phá thai hay là ủng hộ phá thai kể từ sau khi Tối cao Pháp viện uh, trả về cái vấn đề Roe uh, versus quý cho tất cả các tiểu bang thì đây Kansas sẽ là tiểu bang đầu tiên. Và kính thưa quý vị, uh, tiếp theo một cái thông tin được Lê Thái gửi đến quý vị. À, trong tối ngày hôm qua tổng thống joe biden đã à, đưa ra một cái bài à, diễn văn thưa quý vị một cái bài diễn thuyết và ông tiết lộ cái cuộc tấn công vào à, một cái tổ chức khủng bố đó là một giết chết một cái thủ lĩnh là al qaeda là ông Al-Zawahiri à, và ông tường thuật trực tiếp à, những cái gì mà à, đã diễn ra trong ngày 25 tháng 7 vừa qua khi mà cơ quan CIA của Mỹ cũng như là một số quan chức cấp cao đã quyết định thủ tiêu cái vị tướng lạnh của Al Qaeda này thưa quý vị và trước đó thì ông Joe Biden đã cảnh báo những kẻ khủng bố trong một cái bài phát biểu là ông nói rằng là ông sẽ đưa tất cả những kẻ khủng bố ra ngoài ánh sáng và ông nói rõ là À, bất kỳ những cái tên khủng bố này đang ở đâu mất bao lâu thời gian bao lâu và trốn ở đâu và có gây uh, nguy hại và đe dọa đến người dân của mỹ của hoa kỳ hay không thì ông cũng sẽ đều đưa ra ánh sáng và sẽ uh, trừ khử những uh kẻ trong uh, tổ chức khủng bố này thưa quý vị và một quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống Joe Biden đã được giấu tên đã chia sẻ cái thông tin chi tiết về cái vụ tấn công trong ngày 25 tháng 7 vừa qua là do CIA tiến hành và cho biết rằng là uh, các nhà phân tích tình báo của Mỹ đã xác định được cái vị trí của ông Al zawahiri vào đầu năm nay trong nhiều tháng và xác định là cái người đàn ông này thưa quý vị, ông đang sống ở trong một cái ngôi nhà uh, ở vùng Cabo Uh, trước khi mà bị tấn công cùng với gia đình và ông liên tục ông này thì có cái thói quen là hay ra cái ban công nơi mà ông sinh sống ấy, và ông ngồi phía ngoài đó thành ra là uh, cia và cái tổ chức mà tình báo của mỹ đã phát giác ra và tìm ra cái manh mối để mà tấn công và giết chết cái người uh, thủ lĩnh này thưa quý vị và bên cạnh đó thì các thành viên gia đình của Al-Zawahiri cũng đã có mặt ở những cái khu vực khác của ngôi nhà và trong cái thời điểm mà cái cuộc đột kích này diễn ra và quan chức cho biết rằng là tổng thống Joe Biden đã nhận được cái thông tin tình báo vào uh, cuối cùng uh, vào ngày 25 tháng 7 trước khi mà ông phê duyệt cái cuộc tấn công và cái um, tấn công vào cái thủ lĩnh của tổ chức Al Qaeda này là một cái sự tham gia của máy bay không người lái uh, và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là cái máy bay không người lái uh, và cái hai cái tên lửa là Hellfire um, al zawari là một cái người mà đứng sâu rất là thân với lại ông Bin Laden trong quá khứ và bảy lại năm nay thì ông là 71 tuổi là một bác sĩ cũng là người sáng lập một cái tổ chức thánh chiến hồi giáo Ai Cập trước khi lên hàng đầu trong mạng cái mạng lưới mà Al Qaeda à, là một trong những mà kiến trúc sư đứng đằng sau những cái vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 vào trung tâm thương mại thế giới và lầu năm góc của Hoa kỳ chúng ta trong những năm trong quá khứ và trong những cái tuần sau mà vụ tấn công ngày 11 tháng 9 thưa quý vị thì uh, cái phe mà Taliban đã cung cấp cái nơi trú ẩn cho Al Qaeda và trong khi đó thì uh, Hoa Kỳ chúng ta thì lại huy động một cái lực lượng cho cái cuộc chiến này nó trở, nó nó trở lại và trở thành một cái cuộc chiến rất là lâu dài để mà giải quyết tận gốc những cái kẻ mà đứng đầu cái tổ chức uh, Al Qaeda này. Và Al Zawahiri này là một cái người kế nhiệm Osama Bin Laden và trở thành cái người đứng đầu Al Qaeda vào năm 2011 sau khi mà bin laden bị bị thủ tiêu và al qaeda um, trước đó đã bị chính phủ Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc là đóng vai trò trong cái vụ đánh bom năm 1998 vào đại sứ quán Hoa Kỳ ở Dar es Salaam và Tanzania và Nairobi và Kenya thưa quý vị và bộ ngoại giao trước đó cũng đã đưa ra một cái mức thưởng lên đến con số là 25 triệu Mỹ kim cho những cái thông tin uh, để mà phát hiện ra cái người đàn ông này và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày Chủ nhật vừa qua là cái màu hoạt động chống khủng bố đầu tiên được bước đến của cái tổ chức mà CIA Hoa Kỳ chúng ta và kể từ khi mà Kabul đã rơi vào tay của Taliban vào năm ngoái và quan chức chính quyền cao cấp nói rằng là Hoa Kỳ đã không có điều phối cuộc tấn công hoặc là thông báo gì cho Taliban nhưng mà là âm thầm đột kích vào vào thủ tiêu cái người tướng lãnh của Al-Qaeda này thưa quý vị và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị đã có 3 tiểu bang à, tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp trên toàn bang liên quan đến cái vấn đề lây lan à, bệnh dịch monkeypox trong đó có California, New York và Illinois thì à, ở vào sáng ngày hôm nay Wisconsin cũng ghi nhận là À, những cái một cái trường hợp đầu tiên bị lây lan từ tháng 6 cho đến bây giờ đó Wisconsin chưa có nhưng mà sáng ngày hôm nay đã có rồi còn riêng ở California thì San Francisco và Los Angeles là nhiều nhất à, tính đến à, sáng ngày hôm nay đó tổng cộng đã có 5.800 vụ lây nhiễm monkeypox ở trên à, toàn Hoa Kỳ mà trong đó ba tiểu bang California, Illinois và New York chiếm hơn một nửa và đặc biệt ở San Francisco là nhiều nhất. Chính vì vậy vào tuần trước đó thì bà thống đốc của San Francisco, uh, London Breed cũng đã uh, công bố cái tình trạng khẩn cấp toàn thành phố. Khi mà công bố tình trạng khẩn cấp như vậy đó nghĩa là chính phủ uh, liên bang uh, sẽ đưa những cái uh, liều lượng vaccine về những cái nơi này sớm hơn và nhiều hơn những cái thành phố khác để mà ngăn ngừa. Thì bây giờ các giới chức họ kêu gọi đặc biệt là những cái người trong cộng đồng LGBTQ đó bây giờ họ vẫn chiếm 80% những cái vụ lây lan mà đặc biệt bây giờ nó không còn lây lan riêng ở những người đàn ông hay là qua cái vấn đề quan hệ tình dục nữa mà đã có hai cái trường hợp trẻ nhỏ dưới một 12 tháng bị lây là do tiếp xúc gần có thể là anh chú hay là gì đó trong gia đình ẩm những cái đứa nhỏ này cũng đã lây cho những đứa nhỏ cho nên các quan chức họ nói nó không còn gói gọn trong cộng đồng LGBTQ nữa cho nên khuyên những ai mà nghĩ là họ có cái nguy cơ dễ bị lây đang monkeypox hay là có tiếp xúc nhiều với lại những người trong cộng đồng này hãy đi đến các cơ sở y tế và chích vaccine liền ngay lập tức cái này còn có nhiều bệnh dịch nữa vâng. Ừ. và kết thúc quý vị bản tin của thảo yên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự thế giới của đài Sài Gòn tv chúng tôi ngày hôm nay một lần nữa thì thảo yên và lê thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình à, chúng tôi xin chúc quý vị có một buổi sáng thật là bình an và hạnh phúc và xin quý vị giữ làn sóng của đài liên hoan tv để theo dõi những chương trình tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại